đến biết chữ không. Nhông tới đây là nhông con quay phim. Nhưng mà ở đây cái không khí của nó làm giống như là rít rít á. Không phải chỗ này nó giống đâu như bởi vì Cancun còn hơn đây nữa. Cancun nó rít bạo. Thì chẳng là Cancun rít rồi mình chấp nhận. Còn cái này không phải Cancun mà rít mình mới đâu có chịu. Em mà Cancun nó rít thì mình nhảy xuống tắm. Nhảy xuống tắm. Mát quá trời á. Nó có hồ, còn cái này không có hồ. Tắm mát, em mà mát. Đó đó rồi còn nước lạnh nó sát mình. Đẹp ghê. Dễ thương. Hey, cái này là mình giống 40 năm trước này nghe. Thơm nữa hả? Mình giống đây là mình giống 40 năm trước nha. À giống mà. Giống như đem kiếm chị đi đâu. Đậu 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 kiếm hôi vậy à. Đậu kiếm hôi đó. Hả? Theo em theo không nổi. Hả? Theo em theo không nổi. Ông xã luôn. Khen cuôn cũng không đi mà bây giờ gần cũng không đi nữa là chuyện lạ đó. Không theo không nổi, nói thôi chấp nhận chịu thua. Nó tối nè. Chờ cái này giống 40 năm ngày trước không? 40 năm về trước mười mấy tuổi à? Chụp kia, chụp hình kia. Chụp hình kia, chụp hình kia lên nè. Căn này đang tự ai mua cũng bán. Bây giờ qua làm khán giả. Bây giờ qua làm khán giả. Qua làm khán giả hả? Đúng rồi, mấy quay phim rồi. Mấy quay phim rồi theo. Chị Dương giờ mới tới kìa. Nghe chậu. Mua đây cái mắt kính chậu thôi. Trời ơi. Không cần đâu. Chuẩn bị chậu. Để. Không. Trời ơi. Chậu để mình uống nước mà nước khác nước. Mua kiểu Campuchia. Mua kiểu Campuchia nè. Mua cái ủng đít này nè. Đít này uống đít này uống đít này. Kìa chị Yun giờ mới tới kìa. 1 2 3 4 bắt đầu. 1 2 3 4 Okay. Nắm vỗ tay thêm cho nó vui ha. Okay, next one ha. Easy one. Cái này nó xuống luôn. Xuống xuống xe trong mát xuống cái cầu luôn bữa nay. Bữa nay ở đây mấy tiếng rồi á. Kìa. 1 2 3 Bà đi lộn chuồng. Đều lắm. Chuồng bà ở đây mà bà đi đẳng. Hên quá vậy. Bà nói cái then đó của mình bà lô bà ơi. Sai quá hả? Cái này hả? Để mình đứng gần. À, không cầm cầm tôi kéo lại rồi. Bà vừa kìa thì sẽ đứng này nói. Treo chuồng. Rồi. Đứng gần đây nè. Này đi tới mà thấy ham vui, nó không biết mệt là gì, anh vui. Vàng với vàng, trời bây giờ tôi phải đi kiếm bông với bông. 1 2 3 Nó chụp giống như dưới chân người ta. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, đẹp. Hai cái vàng đẹp lắm. Anh về yêu hoa cúc. Anh Tăng với chị nghe chụp hình. Hello. Bây giờ tôi thưa. Tôi đem ba đồ mắc. Ba chục phút sau rồi tôi thưa nó. Cái này đi trên xe. Tới liền nó tới nó đến nơi nó thấy chồng mình nó quạt gì đó. Nãy là chờ nóng như hơ. Kế hôm qua cái nãy giờ nó chờ. Bây giờ tao mới biết cái mày. Bây giờ mà thay cái quần đùi là một cơ hội cho chúng mình. Quá nóng chịu không nổi. Tại không sợ nắng mà sợ. Liên bảo cái chuối trên đó cho nó hơn quá. Sạch chứ, Tăng nãy giờ có chụp không vậy? Có chứ, anh quay em mà. Có chứ. Hôm nay quay phim. Không quay vậy hả? Không có chụp hả? Hả? Quay mới đã. Quay đừng có quay từ dưới lên đó nha. Cứ từ trên xuống dưới. Hai. Mẹ nó có chân tiếng nào đỡ chân lộn xộn của bả. Ok, hai người đứng đi chụp chân bô.
màu vàng với màu trắng đẹp. Mày khom xuống chút xíu với mày. Không, mày đứng lên chút xíu. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Khom xuống nó sợ lờ quần. Tâm chưa? Không đẹp. Con đâu nhà anh ta ơi, vô lấy kiếm lấy quá trời luôn. Hàng Thiếu Vân, hàng Thiếu Vân, hàng Thiếu Vân quá trời luôn. Bà ở đây nhìn mày mà thiếu mày luôn. Trời ơi, mày đầy mà hơi không thấy em đâu hết. Yêu quá trời. Làm cho cô lần luôn. Không đâu. Nóng quá anh Tăng ơi. Restroom ở đâu vậy? Anh vô đi không? Restroom. Sau lưng kia kìa. Chỗ Út, ủa chỗ Út đi xe ai? À, xe anh Tăng nè. Ủa chị ông đi à? Có, bà đang ngồi nói chuyện ơi bên kia. Đi xe ổng là chúng ta phải theo cái này chị Út. Cái restroom luôn rồi đấy hả? Không bây giờ đi hoa mình nè. Tốt gì mà nó nóng. Ông đang ở ngoài bác sĩ con. Phải tại mình lát ra cái gió nó thổi vô. Bà hỏi giờ này lên á. Nhớ đem mấy quần đùi lên cho anh Tuấn nó mượn. Mà nóng lắm anh ấy, may là anh không đi á. Cái ba lô nó thấy mày tiền là nóng luôn. Cái quánh cánh đi. Hả? Ờ thì cũng ok, mấy cái park rồi vậy thôi, chơi xài đông chơi vậy thôi. Park cái Rose Smith đó, cái bữa nào mới ăn á. Tại sao không đi park Rose Smith chơi gần á? Có câu ông đừng nghĩ bữa sau nó chạy, có cái Rose Smith nó gần. Cô này không cho mà. Bạn tại quên. Hey, come here, look me here, here. Đi lên. You want to stay here? You want to stay? Let go, let go, let go. Hey. Ở chỗ đó nãy người kia dọn đi, giờ nó dọn nhỏ. Ngon, chỗ đó nó bằng phẳng á. Đó. Chỗ đó bằng phẳng ngon á. Bây giờ bằng lớn nữa. À. Ai, ông nằm.